Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta lại được tiếp tục gặp nhau nữa rồi. Admin xin kính chúc tất cả các bạn luôn luôn gặp thành công và may mắn trong cuộc sống nha. Nhưng các bạn đừng quên, hãy nhớ nhấp đăng ký và theo dõi kênh để ủng hộ cho Admin nha các bạn. Và ngay sau đây, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày. Chứng thành Harry Won gây tranh cãi khi liên tục hôn nhau chốn đông người. Những nụ hôn ngọt ngào của Chứng thành và Harry Won khiến nhiều người ghen tị. Song cũng có ý kiến cho rằng cặp đôi nên tiết chế khi ở nơi đông người. Mới đây, vợ chồng Chứng thành Harry Won có mặt trong buổi công chiếu ra mắt phim của Một người em thân thiết. Sự xuất hiện của cả hai nhanh chóng thu hút cánh truyền thông và người hâm mộ. Trên hàng ghế khán giả, cặp đôi liên tục thể hiện tình cảm thắm thiết, dành cho nhau những nụ hôn nhẹ nhàng nhưng rất ngọt ngào. Trong đoạn clip ngắn, có thể đếm được Chứng thành chủ động hôn bà xã 4 lần. Nam danh hài tỏ ra rất ân cần với bạn đời, ánh mắt và những cử chỉ thân mật của anh dành cho Harry Won khiến nhiều người không khỏi ghen tị. Tuy nhiên, cũng có một số cư dân mạng khắt khe với vợ chồng Chứng thành Harry Won. Họ cho rằng, thể hiện tình cảm không có gì là xấu, nhưng đang ở chốn đông người thì cặp đôi nên giữ chừng mực. Biết là tình cảm nhưng ở nơi công cộng đừng làm vậy, thấy vô duyên. Thiếu gì chỗ hôn, đâu phải chỉ có hai người ở đó. Mình nghĩ Chứng thành là người nổi tiếng thì nên chú ý tới hình tượng một chút. Thích khoe tình cảm nơi công cộng. Lúc trước là fan Chứng thành nhưng giờ không thích nữa rồi. Dù thế nào thì ra ngoài đường cũng phải lịch sự tế nhị. Cộng đồng mạng bình luận. Cuộc tranh cãi bắt đầu diễn ra khi một luồng ý kiến phản bác lại và cho rằng hành động thân mật của vợ chồng Chứng thành không có gì quá đáng. Người hâm mộ Asin cho rằng quan niệm Á Đông có thể đang khắt khe, nhưng với cuộc sống hiện đại thì việc hôn nhau để thể hiện tình cảm là điều bình thường. Hiện những tranh cãi xung quanh hành động ôm nhau ở rạp chiếu phim của vợ chồng Chứng thành vẫn đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Chứng thành Harry Won chính thức về chung một nhà vào tháng 12 năm 2016. Hiện tại cả hai đã bước qua năm thứ tư của hôn nhân và có cuộc sống đầy viên mãn. Chứng thành có cách thể hiện tình yêu rất riêng với bà xã khiến bao người ngưỡng mộ. Ngoài mặt Chứng thành hay chọn vợ, nhưng đằng sau đó là sự yêu thương vô bờ bến, sẵn sàng đương đầu dư luận để bảo vệ người con gái mình yêu.